thì nếu như mà anh chị mình chỉ có nhu cầu trộn bột mà thôi thì anh chị có thể tham khảo đến cái dòng máy mà Viễn Đông mới bắt đầu cung cấp gần đây. Đây là dòng máy mới có mã sản phẩm là SD. Hiện tại Viễn Đông có SD10, dung tích là 10 lít đấy ạ, có giá là 9.900.000, SD20 giá 12.800.000 và SD30 giá 14.200.000. Về những mẫu máy trộn bột đánh trứng hay là những mẫu máy đánh kem trứng. Và đây là báo giá mới nhất tháng 12 năm 2021. Đầu tiên mẫu máy mà em muốn giới thiệu với mình đây chính là những mẫu máy mà có dung tích cối nhỏ như là máy 7 lít ở đây. Hiện tại Viễn Đông có hai mẫu máy là mẫu máy B7 có 3 càn đánh có giá là 6.300.000 và mẫu máy B7LE có giá là 5.900.000. Với hai mẫu máy này thì một mẫu là chỉ có một cái càng phới lồng này thôi, còn một mẫu thì có cả ba loại càng, vừa là càng phới lồng này, càng phới lồng, vừa là vừa máy với lá để trộn các loại bột loãng như là bột bánh gato, hoặc là cái càng hình chữ S, càng móc câu ấy để mình trộn các loại bột đặc. Tuy nhiên thì cái khả năng trộn bột đặc của nó chưa thực sự là hiệu quả, nên là nếu như những anh chị có quy mô cửa hàng của mình vừa và nhỏ này và mình có nhu cầu vừa đánh kem trứng vừa trộn bột đặc thì anh chị có thể tham khảo được cái dòng máy lớn hơn ở trên đây. Hiện tại em có dòng máy 10 lít giá 9.200.000, máy 15 lít giá 9.900.000, máy 20 lít giá 11.500.000 và 30 lít giá 12.500.000. Với những cái máy này thì như em vừa nói hồi nãy thì nó cũng có 3 loại càng đánh là càng phới lá này, rồi đây là càng phới lồng, và đây là móc câu, hay là càng ép hay càng xoắn để trộn các loại bột đặc như bột bánh mì. Tương ứng với năng suất của những chiếc máy này thì với máy 10 lít và máy 15 lít có thể trộn được 1 kg bột thành phẩm, tức là bột bánh mì, bột đặc đấy ạ. Máy 20 lít thì trộn được 2 kg và máy 30 lít thì trộn được 3 kg bột thành phẩm. Và em cũng khuyên là chúng ta không nên trộn quá với cái định lượng mà Viễn Đông khuyên anh chị, bởi vì là như thế thì có thể là motor của mình bị quá tải này và bị nóng máy. Ngoài ra thì nếu như mà anh chị mình chỉ có nhu cầu trộn bột mà thôi thì anh chị có thể tham khảo đến cái dòng máy mà Viễn Đông mới bắt đầu cung cấp gần đây. Đây là dòng máy mới có mã sản phẩm là SD. Hiện tại Viễn Đông có SD10, dung tích là 10 lít đấy ạ, có giá là 9.900.000, SD20 giá 12.800.000 và SD30 giá 14.200.000. Với cái mẫu bên cạnh em đây là mẫu SD10 thì năng suất của nó tầm khoảng 3 kg bột thành phẩm, mặc dù là cái phần cối, dung tích cối của nó cũng chỉ là 10 lít tương tự như cái máy bên cạnh này thôi, nhưng mà năng suất của nó được lên đến 3 kg là bởi vì những chiếc máy này là những chiếc máy chuyên để trộn bột, nên là khả năng trộn bột của nó cũng sẽ cao hơn một chút so với lại những mẫu máy trộn bột đánh trứng có 3 loại càng này. Còn với mẫu SD20 thì năng suất của nó tầm khoảng 5 kg thành phẩm và SD30 khoảng 7 kg thành phẩm. Và anh chị cũng không nên là mình trộn quá nhiều, bởi vì là như thế thì máy sẽ bị ỉ, bị chậm và về lâu về dài thì sẽ không đảm bảo được tuổi thọ cho máy. Với những cái mẫu đánh kem đánh trứng như thế này thì nó sẽ phục vụ được đa dạng nhu cầu hơn, vì là nó có tới tận 3 loại càng đánh. Mẫu 10 lít này thì mình có thể đánh được tầm khoảng 15 cho đến 20 cái dòng trắng trứng. Và cũng tương tự như là cái dung tích cối ở trên đây thì máy này là dung tích là 15 lít, máy này là dung tích 20 lít, máy này dung tích 30 lít. Cứ như thế mà mình nhân lên thôi. Và như em cũng vừa mới miêu tả cho anh chị những cái đặc điểm cơ bản của một số mẫu máy, những mẫu máy bé như thế này thì sẽ phù hợp với lại các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ, các cơ sở mà mình chỉ chuyên về đánh trứng hoặc là trộn các loại đánh kem trứng này, hoặc là trộn các loại bột loãng như kiểu bột bánh gato. Còn với những mẫu máy lớn hơn thì phù hợp với những anh chị mà chuyên bán hàng online này, hoặc là với những cái cơ sở mà mình bán bánh ngọt, bánh kem, bánh gato, rồi là bánh trung thu,
sử dụng những mẫu máy này để trộn bột. Hiện tại thì khách hàng của Viễn Đông có những khách hàng mà sử dụng chuyên cái dòng máy 30 hoặc dòng máy 20 lít này để làm bánh trung thu. Cái dây chuyền bánh trung thu thì nó sẽ bao gồm là máy trộn bột này, rồi là máy rồi là lò nướng, rồi là máy hàn miệng túi như là ở bên hông đây, những máy hàn miệng túi như thế này để đóng gói. Và cuối cùng là những anh chị mà chuyên để trộn bột và bánh mì thì mình có thể sử dụng mẫu máy này. Với mẫu máy này thì thiết kế của nó tuy là nhỏ gọn nhưng mà năng suất của nó khá là lớn, và cái thiết kế bên ngoài của nó cũng rất là đẹp, rất là chắc chắn và sang trọng. Đồng thời là nó cũng có những tính năng vô cùng tiện lợi mà em đã có cái video giới thiệu chi tiết về mẫu máy SD này rồi. Nếu như anh chị có nhu cầu sử dụng thì mình có thể để lại số điện thoại bên dưới để Viễn Đông liên hệ và tư vấn cho mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.